Thưa khán giả, nước nổi về đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đem đến cho người dân những sản vật thiên nhiên mà còn mang theo nhiều lợi ích khác cho sản xuất nông nghiệp. Năm nay, tuy nước nổi về thấp nhưng lại thuận lợi cho nông dân trồng lúa. Hiện mực nước nổi đầu vụ ở đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức thấp và có xu thế tăng. Dự báo năm nay, nước nổi nhỏ đến nước nổi chính vụ tại Tân Châu vào khoảng 3,5-3,7 mét, xuất hiện vào trung tuần tháng 10. Với mức nước nổi này, thuận lợi cho sản xuất vụ thu đông. Đến cuối tháng 8, đỉnh nước nổi được nhận định ở mức 3 mét tại Tân Châu, An Giang, không ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu. Tuy nhiên, triều cường năm nay được dự báo ở mức khá cao, sẽ gây ra tình trạng ngập lụt, úng trên các khu vực thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong trường hợp triều cường gặp mưa lớn.